Vâng, xin kính chào tất cả các bác. Trong video clip ngày hôm nay, bên em lại tiếp tục lên sóng với tất cả bác một số mẫu lọc nguồn kiêm ổ cắm nhé. Như các bác cũng đã biết, lọc nguồn nó có một vai trò cực kỳ là quan trọng đối với dàn âm thanh của chúng ta. Nó quyết định đến chất lượng tuổi thọ thiết bị của chúng ta, cũng như là quyết định đến chất lượng âm thanh rất là nhiều, giảm nhiều, giảm ủ xe, cho một chất âm cực kỳ là trong trẻo và chi tiết nhé. Rồi thì trước khi đi vào video chi tiết những bác nào chưa đăng ký kênh nhấn đăng ký nhấn like để ủng hộ bên em nhé Rồi và bây giờ em sẽ đi vào giới thiệu chi tiết lần lượt những cái dòng sản phẩm này luôn Thứ nhất thì em giới thiệu tới tất cả bác đó là con lọc nguồn của hãng Tembing mã là M60US Con này nó chạy là 6 ổ cắm tiêu chuẩn của Mỹ nhé Đây rất là đẹp Và nó sẽ có mắt đèn hiển thị chỉ số phone ở đây đó, em không có cắm lên nhưng mà nó khi chúng ta cắm điện vào nó sẽ sáng ở đây Tembin, một thương hiệu cực kỳ là nổi tiếng của Pháp nhé. Và đây, nó sẽ có một cầu chì ở đây, giúp bảo vệ những thiết bị cắm vào trên ổ cắm này. Đó khi dòng điện của chúng ta bị chạm chập hay là có vấn đề trục trặc gì, thì cầu chì này nó sẽ tự động nhảy để bảo vệ thiết bị của chúng ta nhé. Phai nhôm rất là dày, con này thích hợp cho tất cả bác để sát uh, tường hoặc khoảng cách nó nhỏ thì các bác lựa chọn con này rất là tiện lợi, rất là sang trọng và rất là đẹp nhé. Và con lọc nguồn này bên shop em đang phân phối cho tất cả bác với một mức giá rất là tốt nhé. Giá chỉ có 1 triệu 750 ngàn đồng. Giá đã bao gồm phí ship nha bác. Rồi tiếp theo em đi qua những con lọc nguồn PT80. Đây là con lọc nguồn PT80 này. Nó có mắt đèn hiển thị chỉ số vôn nhé. Chỉ số vôn. Con này nó có mức tải là 15A tương đương với 3.000W sử dụng là hai ổ cắm tiêu chuẩn của mỹ và sáu ổ cắm tiêu chuẩn quốc tế nhé. Quốc tế thì nó vừa xài được chân dẹp vừa xài được chân tròn. đây em cắm chân dẹp và bên này chân tròn. còn uh, của mỹ thì nó xài được uh, chân dẹp thôi nhé. đây. pt80 và con pt80 này thì uh, giá bên shop em đang phân phối cho tất cả bác chỉ có một triệu một con nhé, một triệu một con giá đã bao gồm phí ship nhé. Em về được tầm khoảng là 10 con có đủ màu trắng, màu đen để cho tất cả bác cùng uh, lựa chọn và phối ghép cho dàn âm thanh của mình. Rồi, tiếp theo em đi qua con lọc nguồn của hãng uh, Cao Kinh, mô đen là 308 nhá Đây, bật công tắc lên, nó sẽ sáng đèn ở đây. Cao Kinh, mô đen là CK306 này. Con này sử dụng là 6 ổ cắm nhé. 6 ổ cắm tiêu chuẩn quốc tế thì nó rất là tiện lợi nó vừa xài được chăn dẹp vừa xài được chăn tròn con này thì rất là nặng nhé nặng hơn 4 kg nha bác cực kỳ là nặng phai nhôm của nó rất là dài và con này có mức tải là 4.000 w nhé nó sử dụng con lọc ở bên trong là con lọc thụy sĩ nhé rất là ngon đấy và con lọc nguồn này giá bên em phân phối cho tất cả bác là 1 triệu 850 ngàn đồng nhá. Có tặng kèm một sợi dây nguồn nhé Dây nguồn dinh, dây nguồn xịn nha các bác Rồi tiếp theo em đi qua con uh, PS30A Con này thì nó sẽ có mắt đèn ở đây Và nó sử dụng uh, ổ cắm là tiêu chuẩn của Mỹ này Đây, ổ cắm chất lượng chưa đó Trên mỗi ổ cắm thì nó sẽ có óc vít này Vặn rất là chắc chắn USA. Con này phay nhôm của nó cũng rất là dài. Một con như thế này nó nặng hơn 4kg nhé. Em đang cắm điện 220. Đó. Nó có mắt đèn hiển thị chỉ số vô này. Rất là đẹp và rất là sang trọng. Các bác mua về để uh, vừa lọc sạch nguồn điện cũng như là giúp bộ dàn của chúng ta thêm uh, đẳng cấp và sang trọng hơn rất là nhiều nhé. Con lọc nguồn này các bác cắm những sợi dây nguồn 2N lên cực kỳ là đẹp luôn. Rất là đẹp. Con lọc nguồn uh, PS30A Shop bên em đang phân phối cho tất cả bác Với giá là 2 triệu 750 ngàn đồng Giá đã bao gồm phí ship nha bác Rồi tiếp theo Em đi qua con uh, cao kinh 308 nhá Cao kinh 308 Con này nó cũng chỉ có cái bóng ở đây Nó không có mắt đèn hiển thị chỉ số phone nhá Model là PS308 này Con này sử dụng là 8 bộ cắm tiêu chuẩn của Mỹ USA rất là nặng nhé và mức chịu tải của con này là nó sẽ tải là 4.000W nhé dàn âm thanh của chúng ta thì uh, các bác xài những bộ dàn âm thanh cổ công suất của nó nhỏ thôi nó không có sử dụng hết con lọc này thôi nào đâu và đặc biệt con lọc này khi các bác sử dụng quá tải thì nó sẽ có công tắc nó sẽ tự động ngắt nhé nên các bác cứ yên tâm nó sẽ không bị uh, hỏng hay là cháy đó cực kỳ là ngon và được uh, thiết kế rất là đẹp, rất là sang trọng và rất là đẳng cấp nhé, rất là nặng nha các bác. Giá con lọc nguồn 308 thì giá là 2 triệu 100 ngàn, có tặng kèm một sợi dây nguồn nhé. Rồi tiếp theo em đi qua những con lọc nguồn của hãng Audioway, mạ là PT2000 này, con này mắt đèn hiển thị chỉ số là chỉ số volt này, chỉ số A này, công suất tiêu thụ kilowatt giờ cũng như là hệ số alpha, đây. Con này thì mắt đèn của nó hiển thị rất là nhiều thông số nhé Đó, có hai màu, màu trắng và màu đen để cho tất cả bác cùng uh, lựa chọn cũng như là tham khảo nhá. Và con này nó sẽ chạy là 10 ổ cắm nha bác, 10 ổ cắm. 6 ổ cắm tiêu chuẩn uh, quốc tế này, vừa xài được chân tròn, vừa xài được chân dẹp Và 4 ổ cắm tiêu chuẩn của Mỹ nhá có hai màu màu đen và màu trắng để cho tất cả bác cùng lựa chọn nhé con lọc nguồn này thì nó sử dụng vị lọc là vị lọc hai tầng và nó sẽ có mức tại là 15 a tương đương với 3.000 w nha bác 3.000 w rất là đẹp thì à, những bác nào có nhu cầu về những con lọc nguồn này để phối cho dàn âm thanh của chúng ta thì à, liên hệ trực tiếp cho em nhé và số điện thoại zalo duy nhất của em là 0969 569 157 nhé rồi thì em cũng xin kết thúc video ở đây các bác đăng ký kênh để ủng hộ bên em nhé rồi chào các bác hẹn các bác ở các video tiếp theo xin chào